Siêu sao Gareth Bale đã trở thành trò cười trên mạng xã hội sau cú đá penalty hỏng ăn ở trận Thổ Nhĩ Kỳ với Wales. Anh cũng đi vào lịch sử Euro khi là người đầu tiên sút phạt đền đi chệch hoàn toàn khung thành tại Euro sau 21 năm. Phút thứ 60, chính anh là người đã đem về cho đội tuyển xứ Wales một quả phạt đền sau khi bị đồn ngã vòng cấm Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid lại gây thất vọng tràn trề khi sút lên trời, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh nhé. Nếu để nói về thứ gia vị mạnh nhất khiến thực khách phải trầm trồ nhất trong bóng đá, chắc chắn đó phải là những cú đá penalty. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng các pha đá 11m cực kỳ thú vị của các ngôi sao sân cỏ để xem họ sẽ trở thành người hùng hay gã tội đồ đáng trách các bạn nhé. Có phải kể từ khi trở về quê hương khoác áo Lazio, trình ghi bàn của Ciro Immobile trở nên đỉnh cao quá nên người hâm mộ đã quên mất rằng tiền đạo người Ý cũng từng là một cây hài thứ thiệt trong quá khứ? Và để cho mọi người không bị sự bá đạo hiện tại mà quên mất mình từng là ai, cho nên thỉnh thoảng Immobile cũng đã trình diễn lại khiếu hài hước của mình. Cú trượt chân định mệnh trên chấm 11m này chính là một trong những show diễn cười chảy cả nước mắt đó của cựu sao Dortmund, hơi thốn tí nha anh dài. Anybody else who tests me, I'm ready. Looking at my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending. Lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they're hearing me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming. Ain't nothing, yeah. Rookie of the year, I'ma keep it 100. Cold blooded. Ngay từ thời trẻ trâu vẫn còn ưa chuộng phong cách rừng rú với những quả đầu vô cùng khó đỡ. Nhưng Neymar đã là trụ cột trên tuyển Brazil. Điều đó là không thể phủ nhận trong thời kỳ mà Silicao thực sự rơi vào cảnh khan hiếm nhân tài. Tuy nhiên, vị thần gánh team trẻ tuổi này nhiều khi cũng có những tình huống ối giời ơi mà khiến cho các cổ động viên nhà phải bịt mắt vì không muốn tin vào sự thật đang diễn ra. Điển hình nhất chính là cú đá penalty không khác gì một quả tên lửa được phóng lên tiết trời xanh này của Neymar. Suốt thế này thì chắc trái bóng chạm được xuống đất thì Neymar cũng kịp hạ được mấy chú chim trên trời luôn quá. Nhân tiện nói về những thanh niên có thù với đá penalty thì làm sao chúng ta có thể bỏ qua người đàn anh thân thiết của Neymar thuở còn ở Barcelona, Lionel Messi. Mặc dù cũng là một huyền thoại trong làng gánh team, gánh từ câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia, nhưng Messi vẫn luôn có cái duyên sút 11m hỏng ăn liên tục không trượt phát nào. Ví dụ luôn cho nó nóng là cú đá phạt đền tạo cơ hội cho Suárez làm người hùng này đi. Mà kể cả có cơ hội sửa sai ngay lập tức, nhưng cú đánh đầu của chú bò chét nguyên tử vẫn đi thẳng ra ngoài khung gỗ không hiểu kiểu gì luôn. Đây chắc là một trong những cú đá penalty lấy đi nhiều tuổi thọ nhất của người xem. Để có thể làm rõ hơn về cái cách mà Paul Pogba trở thành truyền nhân của huyền thoại đá pen Simone Zaza, chúng ta hãy cùng làm một bài so sánh nho nhỏ thế này. Dù là một trong những vận động viên điền kinh nước rút nhanh nhất thế giới và đã tạo ra kỷ lục chạy 100m với thời gian 9 giây 64, nhưng phải đến khi Usain Bolt hoàn thành đường chạy đó thì Pogba cũng mới đá được xong một quả phạt đền. Cũng may là siêu sao của Man United đã thực hiện thành công, chứ mà còn sút tạch nữa thì chắc nhà anh sẽ lại sáng nhất đêm nay cho coi.
Chắc hẳn các fan bóng đá lâu năm sẽ không thể quên màn cà khịa sai người sai thời điểm đã đi vào huyền thoại của thủ thành Julio Cesar. Đến chịu, ông trêu ai không trêu lại đi làm trò với tay đầu gấu nhất nhì làng túc cầu chính là Ibrahimovic. Và đương nhiên rồi, với một lão đại có tâm lý luôn ăn tươi nuốt sống các thủ môn như Ibra, thì việc nhận những cú trôn cực mạnh của Julio Cesar cũng chẳng thể ngăn chân sút người Thụy Điển ghi bàn trên chấm phạt đền. Đừng bao giờ trêu ngươi anh nghe chưa, vì đơn giản anh là Zlatan Ibrahimovic. Đỉnh cao của một tình bạn đẹp trong bóng đá, đó chính là chỉ cần ôm bạn thân chưa đá, chỉ cần bước lên chấm luân lưu thôi là mình đã đặt gạch ăn mừng trước. Rõ ràng là trong một trận siêu kinh điển cơn não hoảng hoài, nhưng chỉ cần Cristiano Ronaldo đặt quả bóng và tạo bước lấy đà quen thuộc là Marcelo đã giơ cả hai tay để ăn mừng chiến thắng rồi. Mà không giơ trước sao được, rõ ràng hậu vệ người Brazil hiểu rõ trình sút pen của anh bạn thân CR7 là bá đạo cỡ nào rồi. Hồi hộp làm chi cho mất công đúng không anh em? Chắc tại ghi bàn trên chấm luân lưu đã là dễ đối với Mesut Ozil, nên tiền vệ người Đức chơi hẳn bài dứt điểm mà không thèm nhìn trái bóng dù chỉ một giây. Nhưng mà với đôi chân đã khiến bao hàng thủ phải khóc thét, thì dù có để mắt đi hướng khác thì cựu sao Arsenal vẫn đánh bại hoàn toàn anh chàng thủ môn đang đứng trong khung gỗ. Thế mới đỉnh cao chứ lại, cơ mà sử dụng kỹ năng này trên sân tập thôi nhé anh Zai, chứ lại mang vào đá chính không khéo lại bị cổ động viên ném đá cho không trượt phát nào. Chắc hẳn anh bạn thủ môn tội nghiệp này đã trải qua giây phút cay hơn cả ăn ướt. Số là trong loạt đá luân lưu, anh ấy gặp phải một đối thủ có độ lầy Maspin quá. Đá mà dùng hẳn chiêu chiếc giày bay để lừa thế này, thử hỏi xem có tức không cơ chứ. Đúng là số nhỏ, cơ mà chiêu thức này hiệu quả đấy, anh em áp dụng thử xem thế nào nhé. Dù đã có tới 2 lần được dương cao chức vô địch Champions League sau cú trượt chân định mệnh đó, nhưng đây chắc chắn vẫn sẽ là hình ảnh gây ám ảnh cực mạnh đối với các cổ động viên cũng như cầu thủ Chelsea thi đấu thời điểm đó, đặc biệt là John Terry. Trong trận chung kết C1 toàn Anh đầu tiên trong lịch sử, MU và Chelsea bất phân thắng bại trong 120 phút và phải sát phạt nhau trên chấm luân lưu đầy mây rủi. Và dù cho đã có lợi thế rất lớn, khi Cristiano Ronaldo bên phía MU đã đá hỏng, nhưng cú trượt chân định mệnh trong đêm mưa tầm tã ở Moscow của đội trưởng Terry đã khiến cho Chelsea ngậm ngùi nhìn quỷ đỏ dương cao chiếc cúp tai voi đầy danh giá. Quả thực là hết sức nghiệt ngã cho màu xanh thành London đêm hôm đó, thực sự nghiệt ngã. Quả thực, những ai đã trở thành biểu tượng tại nhà hát của những giấc mơ thì cho dù họ có đi đến đâu chăng nữa, sự hài hước vẫn luôn tồn tại. Và cây hài đó còn ai vào đây khác ngoài vị thánh lốp Danny Quebec. Số là trong lần được đứng trước chấm phạt đền, cựu cầu thủ của Man United đã có cú sút đập thẳng vào cột dọc. Tấu hài hơn là cú đá bồi hụt sau đó của Quebec đã biến anh không khác gì chú hề, giải trí thực sự.
Vừa rồi là những pha đá pen độc đáo nhất trong lịch sử bóng đá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.